Xin chào và cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Diễn đàn Trader Việt, nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading cho cộng đồng trader Việt Nam. Sau đây là điểm nóng Forex tuần từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 3. Định đoạt mức tăng lãi suất của Fed. Chúng ta đã có một tuần giao dịch đầy sôi động vừa qua đi, với hàng loạt các sự kiện đáng chú ý. Vậy trong tuần mới này, liệu mức biến động cao có tiếp diễn và đâu là cái điểm nóng mà thị trường quan tâm? Mời mọi người cùng tham khảo ngay sau đây nhé! Trước tiên, chúng ta sẽ cùng điểm lại các diễn biến quan trọng trong tuần trước. Ông Jerome Powell đã đưa ra những nhận xét rất dự hâu trong phiên điều trần của mình trước Ủy ban Ngân hàng Hạ viện và Thượng viện. Sau đó, hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang đã ngụ ý xác suất hơn 70% cho một đợt tăng 50 điểm cơ bản của Fed trong tháng này, và thành viên ECB Holzman đã kêu gọi 4 lần tăng 50 điểm cơ bản nữa. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm lần đầu tiên tăng lên hơn 2% kể từ năm 2007. Tuy nhiên, cú sụp của ngân hàng SVB đã làm dấy lên lo ngại về sự lây lan trong hệ thống tài chính và đè nặng lên tâm lý, với cổ phiếu ngân hàng dẫn đầu sự sụt giảm. Các chỉ số thị trường chứng khoán toàn cầu nhìn chung giảm thấp hơn, cũng như lãi suất của Mỹ và vàng tăng lên mức cao nhất trong 18 ngày nhờ dòng tiền trú ẩn an toàn. Xác suất Fed tăng 50 điểm cơ bản hiện đã giảm xuống 39,5%, tức có 60,5% khả năng xảy ra mức tăng 25 điểm cơ bản. BOC trở thành ngân hàng trung ương lớn đầu tiên tạm dừng chu kỳ thắt chặt của họ, giữ lãi suất ở mức 4,5%. RBA đã tăng 25 điểm cơ bản một cách ôn hòa, đưa lãi suất lên 3,65%. Thống đốc RBA Lowy cho biết trong một bài phát biểu rằng, RBA đang đến gần thời điểm mà họ có thể xem xét tạm dừng chu kỳ thắt chặt của mình. Chính phủ Trung Quốc dự kiến mức tăng trưởng cho năm 2023 là khoảng 5%, thấp theo tiêu chuẩn lịch sử, nhưng cao so với mức 3% của năm 2022. Và sau đây là các điểm nóng trong tuần mới. Cuộc họp chính sách của ECB dự kiến tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản. ECB đã nâng lãi suất chuẩn thêm 50 điểm cơ bản lên mức 3% trong tháng 2, và đây là tỷ lệ lãi suất cao nhất kể từ năm 2008. Họ đã tăng lãi suất tổng cộng 300 điểm cơ bản cho đến nay trong chu kỳ thắt chặt này và dự kiến sẽ tăng thêm 50 điểm cơ bản vào thứ năm. Gần đây, chúng ta đã thấy thị trường đã định giá gần như đầy đủ cho mức lãi suất cuối kỳ là 4%. Điều này ngụ ý rằng có thể sẽ có thêm một đợt tăng 50 điểm cơ bản vào tháng 5, nhưng một số thành viên đã kêu gọi tăng thêm 4 lần mức 50 điểm cơ bản để đưa lãi suất lên 5%. Những gì các nhà giao dịch muốn nghe vào tuần tới là sự rõ ràng hơn trong quan điểm của ECB về lãi suất. Trong khi thông cáo báo chí của ECB gợi ý rằng ECB sẵn sàng tăng lãi suất sau tháng 3, cuộc họp báo của bà Lagarde đã tạo ra rất nhiều nhầm lẫn và vô tình làm nó khó hiểu hơn. Vì vậy, hy vọng chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về tốc độ thắt chặt trong các cuộc họp tháng 5 và tháng 6. Dữ liệu lạm phát Mỹ, chủ đề chưa hề hết nóng. Các nhà giao dịch vẫn luôn đói thông tin về lạm phát và các đánh giá từ Fed. Vì vậy, thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu lạm phát của Mỹ được lên kế hoạch công bố vào thứ ba, và nó có thể tác động đáng kể đến khả năng Fed sẽ làm gì với lãi suất trong cuộc họp tới. Dữ liệu nhân phong của thứ 6 cũng tác động đến tầm quan trọng của lạm phát ở một mức độ nào đó, bởi vì nếu chúng ta nhận được một số liệu nhân phong nóng bất thường khác cùng với lạm phát gia tăng, nó có thể gây ra phản ứng tăng giá mạnh đối với các tài sản Mỹ, và các nhà giao dịch có thể bắt đầu nghĩ về mức lãi suất cuối kỳ cao hơn, ví dụ như 6%.
Trong khi đó, một bản in năm form yếu và báo cáo lạm phát ít nóng hơn có thể khiến đồng đô la giảm mạnh và các nhà giao dịch định giá mức tăng 50 đô la bảng vào tháng 3 và tỷ giá cuối kỳ thấp hơn. Trong thực tế, năm form được công bố cho thấy một xu hướng không rõ ràng. Do vậy, dữ liệu lạm phát trong tuần này càng mang tính quyết định hơn đối với lãi suất. Dữ liệu kinh tế Trung Quốc, yếu tố quan trọng cho tâm lý rủi ro. Chính phủ của Trung Quốc đã công bố mục tiêu tăng trưởng của họ cho năm 2023 là khoảng 5%. Các dữ liệu sắp tới như doanh số bán lẻ, sản xuất công nghiệp và đầu tư sẽ được các nhà đầu tư xem xét kỹ lưỡng để họ đánh giá mức độ khả thi của mục tiêu này. Và có khả năng dữ liệu sẽ được cải thiện nhờ vào quá trình tái mở cửa nền kinh tế và dữ liệu mạnh mẽ có thể khiến thị trường chấp nhận rủi ro nhiều hơn, hỗ trợ cho cổ phiếu và dầu mỏ vì nó chỉ ra sự tăng trưởng toàn cầu mạnh mẽ hơn. Ngược lại, dữ liệu yếu sẽ khiến thị trường lo ngại về sự chậm lại và ảnh hưởng đến tâm lý. Lạm phát tại Anh, liệu đã đạt đỉnh? Lạm phát dường như đã đạt đỉnh ở Anh, nhưng câu hỏi quan trọng hiện nay là liệu nó có tiếp tục giảm tốc đủ nhanh và ổn định như mong muốn của BOE hay không? Trong một bài phát biểu vào ngày 2 tháng 3, thống đốc BOE Bailey đã nhắc lại rằng lạm phát tổng thể được dự đoán sẽ giảm mạnh trong thời gian còn lại của năm, giảm nhiều hơn trong nửa cuối năm, nhưng sẽ cần phải thắt chặt hơn nữa nếu lạm phát kéo dài hơn dự báo. Nhấn mạnh tầm quan trọng của báo cáo lạm phát của Vương quốc Anh vào thứ Ba, ông Bailey cho biết họ cần theo dõi sát sao áp lực lạm phát trong nước để biết họ nên làm điều gì tiếp theo. Tóm lại, báo cáo lạm phát này có thể ảnh hưởng đến việc liệu BOE sẽ tiếp tục tăng lãi suất hay tạm dừng. Chi tiêu hộ gia đình và thống kê lực lượng lao động của Úc, điều khiến RBA lo lắng. Ngân hàng Trung ương Úc đã đưa ra mức tăng lãi suất 25 điểm cơ bản theo hướng ôn hòa, bởi thống đốc Lowy nói về khả năng tạm dừng chu kỳ thắt chặt của họ. Do đó, các dữ liệu sắp tới của Úc sẽ rất quan trọng đối với đồng AUD. Chi tiêu hộ gia đình đang yếu đi, nhưng vẫn tiếp tục là một nguồn gốc của sự không chắc chắn. Nhưng một con số yếu hơn vào thứ ba tới có thể khiến chỉ số ASX 200 bật tăng và đồng AUD trượt giảm vì nó ảnh hưởng đến khả năng tạm dừng tăng lãi suất của nước này. Và dữ liệu xấu có thể là tốt nếu nó được kết hợp với báo cáo việc làm yếu kém vào thứ năm vì nó ngụ ý rằng các vết nứt tiếp tục lan rộng trong nền kinh tế Úc và việc tăng lãi suất đã bắt đầu gây tổn hại rõ ràng cho nền kinh tế. Lịch kinh tế trong tuần cụ thể như sau. Vào thứ ba, lạm phát Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng, thống kê thị trường lao động của Anh, chi tiêu hộ gia đình, doanh thu kinh doanh, niềm tin kinh doanh của NAB, tâm lý người tiêu dùng Westpac của Úc. Vào thứ tư, lạm phát giá sản xuất, doanh số bán lẻ Mỹ, sản xuất công nghiệp, chỉ số giá bán buôn của Đức, dữ liệu bảng lương hàng tuần của Úc, chỉ số giá bán lẻ, bán buôn và dịch vụ viễn thông của Canada, họp báo về tình hình kinh tế, dữ liệu sản xuất công nghiệp, đầu tư, tài sản cố định, đầu tư bất động sản, bán lẻ của Trung Quốc. Và thứ năm, chỉ số giá xuất nhập khẩu, giấy phép xây dựng, chỉ số kinh doanh của Philip Fed của Mỹ, quyết định lãi suất của ECB, báo cáo lực lượng lao động của Úc. Và cuối cùng là vào thứ sáu, sản xuất công nghiệp, tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan, Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng của EU. Trên đây là các điểm nóng cho tuần giao dịch mới, mọi người tham khảo để có kế hoạch giao dịch cho phù hợp nhé. Nếu các bạn thấy video này hay hoặc hữu ích thì đừng quên like, share và comment là tôi quan tâm để ủng hộ mình cũng như đội ngũ Trader Việt. Còn nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh thì đừng quên nhấn vào subscribe cũng như hình chuông nho nhỏ bên phải để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình trong tương lai nhé. Còn bây giờ, mình chúc các bạn sẽ có một tuần giao dịch mới thành công và nhiều thuận lợi. Hẹn gặp lại cả nhà trong những điểm nóng phát tuần tiếp theo.